Hello và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Và hôm nay mình sẽ tiếp tục với cái tựa game Dizzy Brother Truck Building Simulator này cùng với Khang. Và hiện tại mình với Khang đang chơi multiplayer với nhau nha. Và để xem coi là chế độ chơi online này, multiplayer này có khác gì với chế độ single và nó có vui hơn hay không. Chúng ta bắt đầu ha. Mỗi tay ông Khang. Thì trong game này cái nhân vật của nó là nó sẽ ra một cái tấm bảng nha các bạn. Đây, đứng yên, đi chuyển nhanh coi cái. Đây là một cái tấm bảng nha các bạn, tấm bảng thẳng đứng luôn và nó chuyển động nhìn rất là nhân vật rất là tếu luôn chứ không phải là nhân vật kiểu mà người thịt được có lầy luôn. Không phải là người có bắp thịt đâu ha. Rồi bây giờ mình sẽ nhận cái order đầu tiên của mình với Khang cùng nhau sửa. Nâng xe. Con này 6700, con này 6700, hai con như nhau rồi, thôi nhận con này đi. Ủa em nhận xe được không Khang? Được chứ, anh phải ra cái laptop em mới nhận. Nè nè em nhận thử xem, em vô order em nhận, em coi cái con xe nào mà mắc nhất em nhận. Ê em nhận rồi kìa. Kìa nó nhận, em nhận rồi kìa, em nhận rồi kìa. Ok để vậy là có nghĩa là khi mà các bạn vô cái máy tính đó thì tất cả người chơi đều nhận được xe hết nha. Và có thể là mỗi người là một chiếc xe luôn cũng được, các bạn có thể đua với nhau hoặc là các bạn có thể làm chung. Nè em ra máy tính đi, qua đây có chiếc xe rồi nè. Anh nghĩ là anh nhận được nữa, nghĩa là mỗi người nhận một con xe riêng luôn á. Ok. Ờ đâu không, chỉ có một chung một chiếc thôi à. Chung con chiếc à. Xe này bị mất điện nè. Đâu. Phải không? Đâu bây giờ nó kêu mình là tháo mấy cửa ra, mình sơn hết cửa nè. Ô xe này sơn cửa không à? Sơn thôi, không mày ơi. Việc nhẹ lương cao thôi kệ lấy. Việc nhẹ lương cao, tháo hết cửa ra mình đi sơn thôi. Đó coi một hồi mình với Khang đi vô cái chỗ sơn nó sẽ như thế nào. Ủa, có vui không? Em phải lại gần cánh cửa em. Có khi em ngồi xuống á, nó sẽ hiện mấy con bu lông ngay cái cánh cửa mới mở được. Có thời hạn nha các bạn, mấy cái này có thời hạn nha. Ồ rồi biết mỗi rồi. Mỗi người rồi. Chia ra mỗi người. Gì anh xong mình này đi lưu Khang gà. Cánh cửa mở, đóng cửa mới mở được ấm. Khang gà. Để mình mở cái con bu lông này. Đây là cái nắp cabo. Ủa sao nó hiện cái hướng dẫn? Ừ, em tắt cái đó đi cũng được. Lần đầu nó hướng dẫn á. Cái tutorial. Ồ, đổi chỗ. Ủa, tôi đi mở cái nắp. Ủa, sao mở không được? Ủa? Đau. Ủa, em mở rồi mà. Rồi xong chưa ta? Còn cái cánh cửa này nè, đóng cánh cửa vô. Hình như xong rồi đó. Tại em mở cửa ra. Front, đúng rồi, cửa mà rear right door là cái cửa bên ủa, kia. Ủa, sơn, ống sơn khung xe hả? Đâu mình đem ra kia mình phun chứ. Đâu sơn tại chỗ được. Nhìn vật nó tếu tếu. Rồi thả xuống. Ý khen gà. Ê phá. Để lên đó đi. Em để đại đi, nó không sao hết trơn á. Yêu nó hay bị bung cái vụ này lắm. Rồi ok đi nè. Bây giờ anh với em bấm vào chỗ banting nha. Qua bên banting đi. Có không? Quy khen. Có người. Ừ, mỗi người được điên khu thôi. Ủa, vậy luôn hả? Ừ. Ồ. Ủa vậy anh thấy cái đồ sơn xe không? Hả? Thấy cái máy cửa không? Không, anh bấm chữ M, anh qua bên này luôn rồi. Không, nhưng mà thấy mấy cái cửa không? Cửa nào ta không thấy? Không, cái đồ mình mới tháo á. À thấy. Ủa vậy sao còn bên đây còn thấy nè. Ủa là sao thôi để anh sơn thử cái anh đem về nha, để anh xíu anh sơn thử cái nắp anh đem về. Anh sơn anh lấy ra là bên đây mất. Ok. Đây các bạn chọn vậy màu em này. Lấy ra là bên kia anh mất. Ủa anh tưởng đâu được sơn hai người đứng vô một chỗ sơn với nhau mới vui chứ. Ê sắp deadline rồi kìa em ơi. Vậy là em lấy một cái em đi sơn đi, em lấy cái cửa đi, anh sơn cái nắp cabo rồi. À mình chỉnh cái size to lên nha các bạn. Qua được khu ảnh. Đó, em có bấm là nó tự qua bên khu em riêng không chung với anh đâu. Đâu có, bấm không có được. Ủa kỳ vậy. Nó nói có người kế bên rồi. This area is occupied. Đợi xíu anh sơn cái nắp rồi anh về anh cho em đi sơn. Thôi anh sơn hết đi, em đi. Ô vậy luôn á, bạn vậy luôn á, chơi vậy ai trả lương? Hả? Chơi vậy rồi ai trả lương? Mình nhận lương chung mà. Ôi chơi vậy không công bằng nha. Mười hai ngàn á. Ủa đó, đúng rồi mỗi người 6000. Này nè anh đi về nè. Hello. Này, anh lấy cái nắp cabo anh gắn lên.
Rồi còn lại em tự xử đi. Đi sơn đi, em đi sơn đi, đi sơn đi cho biết. Em sơn sơn màu gì? Em bấm vô cái chỗ máy sơn á, đầu tiên là em lấy cái bấm vô cái máy sơn trước. Xong rồi em bấm vô cái chỗ mà có cái hình màu cam cam, có một cái đánh dấu nhỏ đó, cái chỗ metallic á. Nó đánh dấu màu cho em biết là màu nào nó kêu yêu cầu mình á. Rồi cứ sơn thôi. Với Có lại lúc mà sẵn đem đem chiếc xe qua đây luôn đi. không không đem được, không đem được, nó chỉ đem tháo đồ rồi mới đem thôi, nó đâu cho đem Rảnh đâu. trời hả? bên anh mất hết cái Ủa? cửa rồi nè. À, có nghĩa là cái chỗ sơn nó chỉ sơn được một người thôi, mình chia ra mỗi người làm một công việc. Thôi Khang cứ đi chơi đi, anh ngồi anh ngắm xe cũng được. Ôi. Ơi các bạn ơi, hiện tại là mình bị deadline rồi, Khang không biết Ôi, sơn, còn đưa hai cho cái Khang, Khang đem ra nữa. Khang sơn cái màu Đi đen ngay ngoài thui thùi trái lùi cho á. sơn luôn anh ơi, chịu để. Thôi thôi thôi, đợt này bị trừ tiền chắc rồi, deadline chắc rồi. 6 giờ rưỡi sáng giao xe cho nó mà mình hiện tại giờ là mình 5 giờ sáng rồi. Chết chết chết, đuổi việc Tại Khang mới được. anh Đuổi việc Khang mới được, giờ sơn kiểu này là không được rồi, nhân viên kiểu này là không được rồi. giờ hả cũng hết thời gian rồi, tháo ra bán đồ. Chơi vậy luôn. Chơi vậy rồi ai chơi? Ôi vậy em, ôi em thấy cái cửa một xe vàng Ừ, em lắng gắn vô đi, tại vì anh bỏ vô là em gắn vô được á. À có nghĩa là vậy là ok rồi, hiểu hiểu rồi. Một người sơn một người gắn. Gắn đi Khang. Tại do Khang gà Khang không biết sơn thôi. À có nghĩa là khi mà các bạn để cái cửa vô cái chỗ đó thì bên kia người ta sẽ thấy được cái cửa và người rồi, ta xong sẽ lấy luôn, vô gắn được nha các quá bạn. thời gian. Quá thời gian anh nghĩ là bị trừ tiền á, chứ mình không bị hủy đâu. Ơi trời ghê, còn có 18.959. Đâu 18. Ủa cái tiền anh với em là chung hay là riêng ta? Anh còn nhiều. Anh còn 18.959 là y chang em luôn á, bởi vì mới thắc mắc á. Đó y chang. Vậy là chung Hai tiện người rồi. chung chung. Nè xong rồi nè, xong rồi nè, gắn vô đi nè. Chậu gì bà rồ quá mà. Chi gánh ca này rồi. Này thì đưa Khang cho khen gánh. Khang gà. Ủa Gắn cho sơn đàng xong rồi hả? hoàng nha. Hả? Xong rồi đó, xong rồi đó. Rồi, xong rồi đó, gắn vô đi. Đi về nè. Khang gà. Ái xong sơn. À xong rồi, xong rồi đi nè. Ê, bắn. Deadline gọi 7 giờ luôn rồi, trễ nửa tiếng đồng hồ. Ok, Tám giờ mà. xong. Được 6. Ồ mình bị mất hết 2 sao rồi kìa. 6.775 đô. Ủa giờ mua xe về đấu giá đi. Thôi, ông mua xe chán lắm. Chưa đủ tiền nữa. Ủa, em được bao nhiêu tiền? Em được bao nhiêu tiền? 25.000. 511 đúng không? Ừ đúng. Rồi tiền chung rồi đó. Anh mua tiền chiếc xe về anh sơn anh tiền sửa lại. tiền chung không, 25.000 tiền đâu mua xe trời. Với lại em mua em phải có cái bàn Có chiếc nâng, 21.000 không phải có đó. bàn nâng nữa, phải có bàn nâng mới nâng xe được, mới sửa được cái kia chứ. Ừ quên. Ừ bây giờ phải đi làm dạo trước nè. Con xe này mình thay đồ nè, con này đi 7.000 đô. Ê con này cũng sơn nữa em ơi, giờ muốn sơn nữa không? Rồi thì hãy nói dành hồi nãy giờ mình với Khang trong cái giai đoạn là đi làm rất là nhiều xe để kiếm tiền mua đồ, vậy bây giờ mình sẽ đi mua cái bàn nâng nha các bạn. Đây cái garage upgrade đúng không? Đúng rồi, và bây giờ mình sẽ mua cái bàn nâng này Mua 40 ngàn đô nha. lẩu Rồi hết tiền luôn. ta. Hết tiền Hết luôn. tiền Bạn này nè, nâng có con này, ô có con bạn này nâng. xịn nè, có con này xịn nè. Bạn nâng. Hình như là mua bạn nâng mới có con khác á. Ừ thì mua bằng mấy con khác, bây giờ mình nó kêu mình đi sơn mấy cái này với lại gắn cái gì vô á. Gắn gì? À, gắn Quay cái quá tầm. đèn, gắn ê, để em đi đặt đồ ở trong shop cho chứ nó chuyển lâu lắm. Em tháo cửa ra đi. Bây giờ mình sẽ đi đặt đồ nha các bạn. Nó kêu mình là phải mua đồ mới từ trong shop luôn cho nên mới buộc phải mua cái này. Ấy ấy. Rồi, tiếp theo là mua cái đèn. Thôi còn dư để xét rồi không biết sao. Ủa hai cái đúng không ta? Còn cái nữa. Real left, real right, light. Đấy các bạn, khi mà mình đặt hàng thì nó có hai cái thùng hàng nó đang chuyển trong thời gian mà mình đang làm luôn. Rất là thật luôn. Ê, mình hình như mình cần mua thêm đèn. Lúc nãy mình mua Sơn cái hứa tùng vậy. còn cái này đúng không? Left nè. Con Rồi ok anh đặt xong hết đồ rồi đó. đó em đi đem cửa qua bệnh
Ok, đem cửa vào đi để đi sơn chưa? Trong này rất là hay các bạn. Mình sẽ chia ra Có nha, nếu bãi mà các này bạn chơi xung nhiều quanh người thì không? mình sẽ chia ra một người gắn đồ, một người đặt đồ, một người đi sơn đồ và một người đi tìm đồ, rất là hay luôn. Ê, còn cái cửa sau này nè em ơi, tháo cái cửa sau này nè em. Cái cửa này nè, dưới tháo hai cái đèn hậu ra. Rồi rồi, ok, để đi anh đi sơn chưa? Và khi mà các bạn để trong này thì nó sẽ chuyển về cái người bên Wow, anh kia. lấy bớt ra để em để lên. Rồi rồi, để anh lấy cho. Lấy ra hết đi. Rồi ok, em tháo cái kia ra, tháo cái phần cuối Đèn ra. đèn quá. Đúng rồi, tháo cái Để miếng em sau ra gắn luôn. cái đèn. Miếng sao nào? Cái cửa sau á, cái cửa của xe bán tải á, cái cửa sau á. Cái đồ mà giống như cái chuông. Ủa, cái gì, giống cái gì? Cái cốp á. Nãy em kêu giống cái gì, giống cái chum là cái gì vậy? TRUNK đó chung. Không hiểu luôn, ngôn ngữ khan Tiếng khó Anh, hiểu. tiếng Anh đó. Vừa để xén. Không, không hiểu. À, anh đang cố gắng hình dung mà anh không biết em nói cái từ đó là từ gì. Ủa. Cái cửa sao lấy ra sao? Tháo ra, tháo ốc ra, tháo ốc hết ra, có mấy cái ốc á, em coi kỹ mấy con Ốc ốc á, nằm dưới không? có nằm dưới nữa, ngồi xuống hoặc là leo lên cái nóc á, leo lên cái thùng sau á, có mấy cái phần dưới tháo ra. Em đẩy xe lên. Vậy luôn. Ủa, em mới giục cái đồ ốc thôi. Thấy không, sơn hơi bị lẹ luôn á, đâu như Khang đâu. Các bạn chỉnh cái size này là hết cỡ, tối đa là 2.0 nha, và sơn được rất là nhanh luôn. Nó diện tích nó rộng lắm. Nhưng mà có một cái là nó hơi hao cái nước sơn xíu xíu, tại vì nó hơi to quá, nó hơi tốn á. Cho nên là các bạn cần có tài chính nó hơi bị dư dả rồi Đem mới qua chơi bển được cho anh Sơn 2.0 này. luôn hả? Hả, sao em? Cái đó đem qua bển Sơn luôn không? Đâu đâu đâu, cái đó mình mua hình như nó có sẵn, ở đâu kêu mình sơn đâu. Hình như nó có sẵn màu trắng em ơi, mua hình như đồ mua là màu trắng á. Bển Đúng rồi, New đúng rồi. Gear Ride. New New. Vậy cái này sao? Cái nào? Đem dục hả? Ừ, đem giục, mình muốn mình đem bán, mình bán mình có tiền á. Vậy bỏ riêng. Em cứ tháo đem giục dưới đất đi, mấy cái đó mình không có cần cất đâu. Tháo đồ giục dưới đất thôi. Nè, đồ tới rồi nè. Nè. Cái này là hai cái cụm đèn hậu nè. Điện hậu luôn hả? Nè, hai cụm đèn nè. Đó. Ê, để riêng nha, coi chừng để lộn nha. Vậy tháo đèn hậu ra luôn đi anh. Ủa, nè, tháo ra nè, đến dục góc cho. Ủa sao? Rồi, hai cái này, hai cái góc này, hai cái đồ đồ cũ nè. Ủa, khoan. Hai cái này cái là cũ, hai cái này cái mới đúng không ta? Hình như hai cái này hai cái mới các bạn. Rồi, để Ủa em hai góc con cho ốc biết. trên đây là sao ta? Nghe đèn á. Để mình gắn vô luôn cho. Gắn vô luôn cho khỏi quên. Chứ để một hồi cái lộn xộn tùm lum hết trơn. Rồi ok, xong rồi đó. Ủa cái Dí đèn mày. mình đâu cần thao ốc luôn đúng không? Đâu, không cần đâu, không cần đâu. Ủa. 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 Rồi, bấm Em đang E gắn đi. cái cuối. Em đang gắn cái kia đúng không? Vậy xong rồi mà, đâu cần. Ủa sao không sơn đi. Sơn xong rồi. Đằng Ủa sau ra cái quay nhanh hơn em tưởng đó, trong khi em đang lây hay cái cớp sau thì anh xong hết trơn rồi. Khang gà. Rồi bây giờ mình ủa với cửa Khang lắm sẽ kìa. đi hả? Rồi em gắn lên là anh Rồi gắn gắn đi, không? anh đi bắt ốc chưa? Bạn nào mà có cái tựa game này và Cửa các kia bạn đâu? muốn chơi chung với mình thì các bạn hãy vô Discord của mình nha, mình sẽ để lại tên Cửa Steam kia và mình đâu? mời các bạn Gắn vô hết chơi cửa luôn. cho anh. Hả, xong hết rồi. Ủa vì Gì sao em nữa, không gì thấy cửa? nữa? Rồi lỗi rồi. Ê, Em không thấy coi cửa chừng, mở. có cái bị bung nằm bệnh á, có cái nằm. Vậy mà gói nó hết rồi. Hết rồi mà, nhưng mà nãy để lên xe hết trơn rồi. Thì các bạn Tự hãy nhiên vô cái nha, bị hiện tại bung game này mà còn em 2 kìa. slot chơi nữa. Ủa, anh thấy đủ cửa hết trơn Ừ đó em mới gắn vô đó. rồi Ôi còn ốc nó đâu. nè. Xong rồi. Còn đồ bắn ốc đó rồi. Em bấm chữ số 1 á.
Số 1 nó hiển thị cái đồ bắn của em. Thấy không? Thấy không? Thấy không? Nè, nè, báo số 1, báo số 1 lên. Đó, số 1 Thấy ngay rồi trên. mà Ừ. Ủa sao tao còn có ba cái vậy? thêm vậy cái kia Ôi nhận làm chiếc nữa nè, mình làm chiếc nữa sao mất cái kia rồi trời nè. sao mình Ủa mắc đền cười vậy. Mấy cái đồ hư báo được ủa nhiêu nãy tiền, em không giùm được tao tiền luôn ta nữa chứ. 8.600 đô. Y con này được nè em. Con này thì mau giàu lắm, làm này mau giàu ghê luôn. rồi sao mất cái đồ bắn kia luôn chắc Kệ cái lấy cốt này gì nè, đây nè, đây nè, lấy cái mới đi. Họ anh trừ lương em thôi chứ không có gì. Dễ mà. trời xe gì mà xấu quá Cái màu nó không, cái cửa này là cái cửa nó đặt mới ấy, em. Cái cửa mua mới ấy, là toàn bộ màu trắng hết. Kiểu như bị tai nạn hay bị nó thay cửa đó, xong rồi giờ nó kêu qua đem chỗ mình nó sơn lại. Ê, anh đi đặt đồ nữa cái đó. Không thôi hồi nó giao trễ. Đây bây giờ mình sơn sẽ nữa đi. Ừ tháo ra đi sơn nữa đó. Trong này nó không có cái kiểu mà. hư hết xe đi Wow. hư cũng Biết nữa. Ê, mình mua mấy cái bánh này thử xem. anh Mua này chắc mua. bị ba xe tông nè tông bên hai cửa tông mình trước ủa sao nắp capo bị hư ta Hỏi ai giờ. Ê, bắt đầu mình tháo dưới bánh rồi nè. anh đi Tháo sơn bánh đi nhẹ nhẹ rồi đó. Có phần tháo bánh nhẹ nhẹ. Có trục truyền anh động đi nữa kìa. sơn đi anh đi Ai? sơn Anh Sơn hả? Ơi tính ra anh anh Sơn hoài. cho nó lại anh sơn có một lần anh sơn hoài Hai ba lần luôn á. Hai ba lần luôn á. Nghĩ sao vậy? Thôi để đi sơn cho. Em đợi đặt đồ đi, đồ nó tới. Em nâng xe lên đi, em tháo em mấy cái tháo đồ bốn kia. bánh ra luôn Ừ, tháo. Em bấm vô cái bánh em tháo ra luôn. Em bắn mấy ốc ra em giật cái bánh luôn chứ đừng giật cái lớp không ra. Mà hồi mình cũng phải thay lớp luôn á. Thả xuống em đi sơn cho. Rồi bây giờ các bạn đợi mình xíu nha, mình sẽ đi sơn tại vì cái này mình nãy mình đã sơn rồi á. Các bạn biết cái quy trình sơn này rồi cho nên mình sẽ skip cái đoạn này đi cho nó nhanh ha. lấy cái hết Đây, ga nó nè kêu mình sơn màu nâu này. Để mình sơn một cánh cửa cho các bạn thử sao thôi bánh rồi nhà một hồi luôn mình. bốn bánh luôn hả Hả? Ừ, đúng rồi, nó kêu mình thay hết bánh luôn á. xe gì bánh còn mới người ta Thì tại tại tao thích đua đội, tao thích đua bơi thì tao thay. Trời ơi. Ăn đục bây giờ. Rồi ok các bạn đợi mình một xíu nha. Ây và hiện tại là mình đã xong hết cái phần sơn rồi. Xong hết trơn, quá lẹ luôn. Bây giờ mình gắn những cái đi đồ. đấu giá xe Rewrite Exhaust. Ý mua ống xả nữa kìa, rồi cái cánh Ride Rider ủa Lower Rider ủa Arm, Left ủa Steering Arm. ủa Ê con này nó mua nhiều đồ lắm em à. Em ủa né, sao khang khang cái vô đây. còn bị phone Khang vô đây lấy lốp radar xe vô Khang ơi. Vô lỗi vô đây hả lấy lốp xe ra nè em ơi. lỗi hả Đâu phải lỗi đâu. ủa vậy em Hả? tóc bánh ra luôn rồi Nè qua đây lấy bánh xe nè, nè mấy cái bánh xe nè, ôm gắn vô thôi. anh gắn ốc vô lại Đâu? anh Ủa ai tháo ra người đó gắn vô nha, mắc nãy cười quá anh hà. nói tháo nguyên cái bông Ồ. xe luôn Không nhưng mà có một cái bánh nào á nó bị lỗi, nó kêu mình tháo cái phần này ra. Nè cái rút rác là cái này nè. Cái này là cái giá đỡ trên xe. trời Đó, móc lên vậy thôi đó. cái bánh nào trời Coi trong đó đó. nè lép bên trái stereo Một cái bánh trái với một cái bánh phải phía sau thì phải. bên trái á bên trái á bánh bên trái á Có tháo bánh bánh sau trái nữa, xong ra rồi gắn cái bộ phận bầu hơi hay cái gì á. Cái là phải nâng xe lên. gắn bên trái gắn tháo bánh xe ra gắn mới gắn kia được Ừ thì đúng rồi, phải tháo bánh xe ra mà thì nãy anh kêu em anh tháo bánh gắn xe ra đó. vô Ồ, ai biết rồi đâu, em tháo cái bánh kia luôn, em tháo nguyên cái niềng đó luôn. Ừ đó. Am là tay mà bên đây Ai bị ơi, còn cái cửa, ủa cái còn cái cửa chưa bắn hốc á Khang. Gắn hết trơn mà còn cái cửa nó màu trắng trắng kìa. đâu Đó. Táp lên. bởi anh Ê cái sai đồ rồi bắn em đây nè, cái đồ bắn em đây nè, đây nè. Cái đồ bắn ốc nằm đó kìa.
Ôi vậy cái này gắn cái này à, cái lần sau nè trái sao không phải lần trước Hơi bị mệt. Thôi cái này cho để làm đi, cái này anh đi trái trước chơi. á, trái trước á, đây nè. Đó, anh đâu biết, anh không biết. Ủa cái đồ của anh đâu rồi? Cái cây kia đâu? Em lo làm nó đi, anh đi làm cái bầu hơi của xe. Bên nào ta? Con này nó tới hai cái rồi. Right S-hole. Right là bên này đúng không? S-hole catalyst. Đây là nó cái chỗ này Mỗi nè. kiên nha. Các bạn không được để những cái đồ này nó nằm dưới xe nha, tại vì khi mình hạ xuống nó sẽ bị vướng. Không bao giờ được để dưới đó luôn. Các bạn chỉ để Sao ở tháo chỗ này khác thì ra nó không sẽ được? cho. Hả? Xong rồi nè. Hay chưa, hay chưa? Còn hai cái nữa À quên tháo cái gì đĩa thắng. lên Khang à. Mọi người tin tưởng ở Khang. Tháo đi, tháo đi, tháo đi. Anh chết rồi chưa? Ủa cái này tháo sao ta? Tháo cái càng dưới đây ra thôi, cái càng dưới nè. Đâu cái kia là nó kêu mình thay thước lái á. Thước lái đâu mà thước lái, Thước lái cái này mà. Nhưng mà hình như bên kia là nó, em thay lộn mà, cái phần này là bánh sau này em ơi, bánh sau bên bên trái, bên phải nhưng mà bên trái đâu. Đâu, bây giờ tháo được cái này không? Bây giờ tháo được cái này không? ủa theo bên trái mà Nè theo bây giờ hướng tháo cái bên này ra đi. Tháo cái đống bùi nhùi này ra thử đi. right lower arm. Bên phải có con cái bên phải Ủa làm nè sao để tháo cái steering rack này ta? Cái thước lái này nè. Ê nó có con bu lông bự bự đây nè. Cáp là cái gì? nè, hơi lẹ Cái này là anh ơi, gỡ nó lóc kỳ. Anh máu bên luôn. phải nó bị Ừ anh đang nghiên cứu để cách tháo nè. ủa còn cái đồ nữa đâu. Ê tháo được cái này 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 này, tháo được rồi nè Khang ơi, tháo được rồi nè Khang ơi. Rồi rồi chết tiếp. Giờ tháo cái dưới á, cái dưới này nè. Nè tháo hai cái. Ủa Ê coi chừng lộn. này trên rồi. Ê đúng rồi đúng rồi đúng rồi. Ủa đâu cái steering arm á, đúng rồi, tháo cái này đây này, con bu lông này nè, steering arm á, còn cái kia là ống xả rồi, có một cái engine nữa. Vậy Trời ơi, tháo không tháo phục. ồ thôi quên tháo cái phục. Gắt nhảy Rồi còn ốc nào bắn hết nó ốc đi. đó, bắn rồi bắn rồi bắn rồi, rút rút cái phục ra, rút cái phục ra. Rút một Ủa sao rút không được? à còn còn cứ tán ở đây nè. Tán này anh bắn rồi mà. Cái Đây gì vậy? Nè con tán nha, đây nè. Screw hết trơn rồi mà. Tháo nó hết trơn rồi mà. Sao đây, sao đây, sao tháo cái này ra gì à đâu đây đây? theo 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 Nghiên em đó cứu, nghiên phải. cứu. Đó, ok, bây giờ mình gắn cái lower arm, cái cánh tay phục hả ta? Nó như là Rồi cái xong phần gắn hỗ trợ vô. phục Bên ở phải bên là bên của anh. bánh Ờ gắn phải. cái cây này vô anh. Đang gắn vô nè. Chóng mặt thôi các bạn, cái hệ thống cái kiểu này nó mình mở tới đâu nó ra ốc tới đó, cái phần phía dưới máy này nó hơi khó cái kiểu đó đó. Nó chóng mặt rồi, Đó mình chút một nữa hồi gắn mình cái cây này vô. cái cây cây gì quên bả rồi, cây gì á? Cây gì ta? Thước lái hả? Cái kia là rotin trong rotin ngoài gì đó. Ý vậy Ý vậy ô ơ còn tới cái gì? Ôi dục gì mà tùm lum vậy Khang? đeo cái bên phải em để bên phải mà. Không anh thấy nó nằm tùm lum hết trơn á. Ta quên bắt ốc vô cái đã. Trên like cái này cũng hơi thú vị một xíu, có một cái là có người phụ mình đó, mình trả lương cho Khang. Phụ đỡ cực hơn và trên nó cũng vui hơn.
Ủa cái Được bây giờ gần thước lái sao không gắn vô? xong rồi má. Cái Đấy, cày xong dưới hết trơn rồi kìa. kìa, xong hết trơn rồi kìa. Đây đó, Nè. em tháo ra em gắn vô đi, anh đâu biết nó nằm đâu đâu. Nè, nằm đây nè. Đâu, ai tháo rồi đó gắn chứ, mắc cười. Đâu. À, cái cây đâu, cái cây đó đâu. Ủa cái dĩa đâu rồi? À, rồi cây này thế rồi. Cái dĩa, Sao có nè, bên em đây nè. đây? Đây đây, nghe đây nè, cái đây nè, đây nè. Cho anh nhìn. Đằng sau quay. Xong chưa Ủa ta? sao sao nó không có hiện đồ gắn lên? Có mà. Ủa rồi cái đồ ấy có khi nào mình gắn một hồi nó lộn tùm lum hết trơn không? Không, nó theo theo khuôn hết. Nhưng mà giờ anh không có đồ. À rồi ok, gắn được rồi. Chóng mặt quá ta. Trong không? Chóng mặt thiệt sự. Ờ đúng vô Và trước. thế là xong. Bây giờ mình chỉ cần gắn cái bánh vô nữa thôi, đúng không? Rồi đúng rồi. xong rồi các bạn. Xong rồi, mừng quá. Ý bên anh xong rồi này, li 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 li. Có cần phụ không? Đó, gắn đồ đi, anh bắn ốc chưa? Gắn đồ vô đi, anh bắn ốc chưa? 50 con nha Khang. Tính giá rẻ. Tiền Giá chung hữu mà không nghị. sao gắn không Trừ vô. trừ vô lương mỗi tháng. Rồi xong rồi đó, gắn gắn tiếp đi. Ồ, nãy ông tháo ốc bình nước mát, các nước tùm lum hết trơn luôn kìa. Đến xe rồi. Xong 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 xong. Đưa bánh xe vô. Ê, tính là còn 4 bánh luôn. Hôm này điện nhà để cho Khang làm đi. Anh trốn. Bye bye. Rồi, ok, và xong hết trơn rồi nha các bạn. Ủa Và xong rồi video đó. này mình sẽ dừng tại đây và chúc các bạn xem vui vẻ. Hiện tại là xong con xe này rồi và lụm tiền. Ủa còn gì? Bùm. Ấy. Xe thiếu ốc rồi mày, có con ốc nào chưa gắn nó kêu là the car not complete kìa. Rồi tao để mình với Khang mò cái vụ ốc này và chúc các bạn xem vui vẻ nha. Bye Trời bye, ơi. hẹn gặp lại các bạn ở video sau của game DJ Brother trước Building Simulator này.